hình ảnh người lao động trước những ngày thành phố Hồ Chí Minh giãn cách, những khoảnh khắc ấm áp mọi người giúp nhau mùa dịch, hay các y bác sĩ, chiến sĩ hiên ngang âm thầm cống hiến bảo vệ thành phố. Tất cả được thể hiện qua những nét vẽ bình dị, thân thương trong bộ tranh mà anh Tăng Quang cùng những người bạn từ khắp nơi ở mọi độ tuổi cùng nhau thực hiện. Tụi mình có một nhóm bạn, hàng ngày vẫn chuẩn bị những phần cơm, những phần quà nhỏ nhỏ để tặng cho các cô chú có hoàn cảnh khó khăn. Và một vài cho bức trong bộ tranh, tụi mình đã khắc họa lại hình ảnh của các cô chú khi nhận những phần quà này. Sau khi mình đăng tải bộ tranh lên mạng xã hội, có khá nhiều anh chị làm trong lĩnh vực truyền thông, xã hội tin rằng bộ tranh có thể mang lại nhiều giá trị, ý nghĩa lan tỏa hơn nữa. Các anh chị đã giúp kết nối bộ tranh với nhiều tổ chức cộng đồng, trong đó có quỹ cung cấp hàng ngàn bữa ăn miễn phí mỗi ngày cho các hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác, cùng với các bác sĩ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhiều bộ tranh minh họa khác cũng lan tỏa thông điệp tích cực trên mạng xã hội thời gian này, như trải nghiệm đi tiêm vaccine hay vẽ em bé đi cách ly với tông màu tươi sáng. Hình tượng em bé cách ly trong bộ đồ bảo hộ thì lại được họa sĩ Lê Huy tạc thành tượng mang nhiều ý nghĩa có tên là em bé Điện Biên. Thông qua những bức tượng này, đến nay họa sĩ đã gây quỹ được 160 triệu đồng, mua máy thở và thiết bị y tế gửi vào miền Nam chống dịch. Có rất nhiều em bé phải đi cách ly, những em bé trở thành F0 hay là những em bé có thể được sinh ra trong khu cách ly. Các em không có cái đồ bảo hộ của trẻ con mà phải mặc cái đồ bảo hộ của người lớn. Thì cái hình tượng đấy về mặt tạo hình với mình nó rất ấn tượng. Nên là trong một cái bộ quần áo thùng thình và những em, hình ảnh những em đấy thì vừa thương vừa yêu. Bức tượng nó có màu trắng. Màu trắng này là màu của y tế, màu của y bác sĩ. Nó cũng giống như màu trắng đã trong thể hiện trong một cái khoảng thời gian trắng, một cái khoảng thời gian mà chúng ta không thể quên. Một năm 2021 khó khăn nhưng mà đáng nhớ, mọi người gần nhau, đoàn kết. Khi cuộc chiến chống dịch còn cam go, những thông điệp tích cực được truyền qua nghệ thuật như những luồng gió mát để xoa dịu tâm hồn. Tinh thần lạc quan, vững tâm của mỗi người dân sẽ là chìa khóa để Việt Nam chiến thắng cuộc chiến này. Trên những cái ấn phẩm, các cái tờ giới thiệu của mình thì sử dụng hình tượng một ngôi sao, như là đặt một cái ngôi sao hy vọng, mong đại dịch sớm qua và mọi thứ trở lại bình thường.